Cô mến chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui vì được đồng hành cùng các em qua một tiết tập đọc để cùng tìm hiểu và khám phá thêm những kiến thức mới đầy bổ ích và thú vị nữa các em nhé. Giờ thì các em lấy sách giáo khoa ra, chuẩn bị đầy đủ tập vở, viết tư thế ngồi ngay ngắn để chuẩn bị bước vào tiết học nào. Trên màn hình cô có tranh minh họa cho chủ điểm tình yêu cuộc sống. Vậy tên chủ điểm và tranh minh họa gợi cho em điều gì? À, đúng rồi, tên chủ điểm và tranh minh họa gợi cho chúng ta suy nghĩ con người nên lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống và yêu thương con người xung quanh mình đấy các em. Tiếp theo, cô có bức tranh thứ hai. Các em hãy quan sát xem tranh vẽ cảnh gì? Đây là bức tranh vẽ cảnh một vị quan đang vì lại đức vua và được vẽ ở ngoài đường. Nhưng gương mặt của mọi người lại rầu rĩ, buồn chán. Vậy vì sao mọi người lại rầu rĩ, buồn chán như vậy? Để tìm ra câu trả lời cho riêng mình, cô và các em sẽ đến với bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười của tác giả Trần Đức Tiến. Cùng lặp lại tựa bài với cô nào. Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười trước khi bước vào bài học cô và các em cùng xác định mục tiêu của bài học ngày hôm nay nhé bài học ngày hôm nay gồm có hai mục tiêu chính thứ nhất biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả thứ hai hiểu nội dung cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt buồn chán vậy để đạt được hai mục tiêu trên cô và các em sẽ lần lượt tìm hiểu qua ba hoạt động chính. Hoạt động 1: luyện đọc. Hoạt động 2: tìm hiểu bài. Hoạt động 3: luyện đọc diễn cảm. Chúng ta sẽ trải qua ba hoạt động: hoạt động 1: luyện đọc, hoạt động 2: tìm hiểu bài, hoạt động 3: luyện đọc diễn cảm. Trước tiên, cô và các em sẽ đến với hoạt động luyện đọc. Ở hoạt động này, cô mời các em mở sách giáo khoa ra trang 132, 133. Lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô, đồng thời chú ý tìm cách chia đoạn cho bài nhé. Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Ngày xưa ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng, chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không buổi sáng mặt trời không muốn dậy chim không muốn hót hoa trong vườn chưa nở đã tàn ra đường gặp toàn những gương mặt rầu rĩ héo hon ngày kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí tiếng sỏi đá lào xào dưới bánh xe tiếng gió thở dài trên những mái nhà nhà vua may sao vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mới nguy cơ đó ngày họp triều đình và cử ngay một viên đại thần đi du học, chuyện về môn cười. Một năm trôi qua, thời hạn học tập đã hết. Nhà vua thân hành dẫn các quan ra tận cửa ải, đón vị đại thần du học trở về. Ai cũng hồi hộp mong nhìn thấy nụ cười mâu nhiệm của ông ta. Nhưng họ đã thất vọng, vị đại thần vừa xuất hiện đã vội rập đầu, tâu lại muôn tâu bệ hạ, thần xin chịu tội. Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy yếu siêu. Còn nhà vua thì thở dài sườn sượt. Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào. Tâu bệ hạ, thần vừa tóm được một kẻ đang cười săn sặc ngoài đường. Dẫn nó vào. Nhà vua phấn khởi ra lệnh. Còn nữa, theo Trần Đức Tiến. Theo các em, bài đọc được chia làm mấy đoạn? À, để thuận tiện cho các hoạt động sau, cô sẽ chia bài đọc ra thành 3 đoạn. Cụ thể như sau. Đoạn 1 từ đầu đến chuyện về môn cười. Đoạn 2 từ một năm trôi qua cho đến nhưng học không vào và đoạn 3 chính là phần còn lại. Các em hãy dùng viết gì? đánh dấu đoạn vào sách giáo khoa của mình nhé. Vừa rồi trong lúc lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô, các em có phát hiện ra những từ ngữ nào khó đọc không? Vậy để giúp các em đọc tốt và đọc trôi chảy bài văn hơn, cô và các em sẽ cùng luyện đọc một số từ ngữ sau nhé. Rập đầu Hết sức Yếu siêu sườn sượt ảo não sằng sặc vậy theo các em khi đọc những từ ngữ này thì các em thường mắc lỗi ở những âm vần nào và đây là những âm vần mà các em khi đọc thường mắc lỗi bây giờ cùng đọc to lại với cô rập đầu hết sức yểu xìu sườn sượt ảo não sằng sặc các em ạ à, ngoài đọc đúng những từ ngữ khó thì các em cần ngắt giọng ở những câu văn dài nữa đấy cô ví dụ như hai câu sau câu thứ nhất ngày xưa ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười câu thứ hai ngày kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí tiếng sỏi đá lào xào dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Sau khi nghe cô đọc, các em có biết khi đọc hai câu văn này chúng ta cần ngắt dòng ở vị trí nào không? Các em hãy dùng viết chì, đánh dấu vào sách giáo khoa của mình và sau đó đọc lại xem có hợp lý chưa nhé. Cùng kiểm tra với phương án của cô nào. Ở câu thứ nhất, cô sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy, sau tiếng khủng và ngừng hơi sau dấu chấm. Đối với câu thứ hai, cô cũng ngắt hơi sau tiếng nhịp, sau các dấu phẩy và ngừng hơi sau dấu ba chấm. Bây giờ cùng đọc lại với cô. Câu thứ nhất, ngày sửa ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười câu thứ hai ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí tiếng sỏi đá lào xạo dưới bánh xe tiếng gió thở dài trên những mái nhà cô có lời khen đối với em nào đã đọc tốt rồi còn em nào đọc chưa tốt các em cố gắng luyện đọc nhiều hơn nhé Vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc một số từ ngữ khó và ngắt giọng ở những câu văn dài. Bây giờ cô và các em sẽ đọc lại cả bài. Sau đó các em hãy lưu ý những gì cô đã hướng dẫn các em nhé. Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Ngày xưa ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường gặp toàn những gương mặt râu rỉ, héo hon. Ngày kinh đô là nơi nhộn nhịp, cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lào xào dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà nhà vua may sao vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mối nguy cơ đó ngày họp triều đình và cử ngay một viên đại thần đi du học chuyên về môn cười một năm trôi qua thời hạn học tập đã hết nhà vua thân hành dẫn các quan ra tận cửa ải đón vị đại thần du học trở về ai cũng hồi hộp mong nhìn thấy nụ cười màu nhiệm của ông ta nhưng họ đã thất vọng. Vị đại thần vừa xuất hiện, đã vội rập đầu, tâu lại. Muôn tâu bệ hạ, thần xin chịu tội. Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy yếu siêu, còn nhà vua thì thở dài sườn sượt. Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào. Tâu bệ hạ, thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. Dẫn nó vào, nhà vua phấn khởi ra lệnh, còn nữa theo Trần Đức Tiến. Vậy để chuẩn bị tốt cho các hoạt động sau, cô và các em sẽ cùng đến với phần giải nghĩa từ. Trong bài, nguy cơ có nghĩa là điều có thể gây ra tai họa lớn. Thân hành có nghĩa là tự mình làm, không để người khác làm thay. Du học, du học có nghĩa là đi học xa, thường là ở nước ngoài. Và cửa ải có nghĩa là cửa ở giáp giới hai nước có lính canh. Ngoài ra trong bài còn có từ kinh đô, kinh đô có nghĩa là thủ đô của một nước thời phong kiến, nơi nhà vua đóng đô. Để giúp các em dễ hình dung hơn, Cô mời các em quan sát trên màn hình. Đây là hình ảnh cố đô Huế. Các em có biết không, Huế từng là kinh đô của Việt Nam ta dưới triều Tây Sơn và triều Nguyễn đấy. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc, bây giờ cô và các em cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là tìm hiểu bài. Trước tiên, cô mời các em đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi. Câu 1. Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống của vương quốc nọ rất buồn. Sau khi đọc đoạn 1, cô tin chắc rằng các em đã trả lời được câu hỏi rồi. Cuộc sống của vương quốc nọ rất buồn, được thể hiện qua những chi tiết. Thứ nhất là cả vương quốc không ai biết cười, chỉ có rất ít trẻ con là cười được. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Và khi ra đường, mọi người đều gạch toàn những gương mặt rầu rỉ, héo hon. Ở kinh đô nhộn nhịp, cũng chỉ nghe tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lào xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Vậy, từ những chi tiết đó, ta thấy cuộc sống ở Vương quốc nọ rất buồn đúng không các em? Vậy, vì sao cuộc sống ở nơi đó lại buồn như vậy? Cô và các em sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu 2. Vì sao cuộc sống ở vườn quốc ấy buồn chán như vậy? Các em ạ, sở dĩ cuộc sống ở vườn quốc ấy lại buồn chán như vậy là bởi vì Cư dân ở đó không ai biết cười Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được thôi Còn người lớn thì hoàn toàn không biết cười Các em có biết không, nụ cười không những không tốn kém Mà còn mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích đấy nụ cười giúp chúng ta biểu lộ niềm vui và niềm vui chính là dấu hiệu tồn tại tích cực của cuộc sống. Ở trong bài, những người lớn không ai biết cười đã khiến cho cảnh vật thiên nhiên xung quanh họ trở nên buồn theo đấy các em. Vườn quốc ấy thật thiếu may mắn vì thiếu những tiếng cười đúng không nào? Bây giờ cô và các em sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu 3. Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? Các em ạ, à, trước tình hình đất nước vô cùng buồn chán và tẻ nhạt như vậy thì nhà vua đã tìm cách thay đổi tình hình đất nước mình. Vậy nhà vua đã làm gì? Đó là nhà vua hợp triều đình cử ngay một viên đại thần đi du học chuyên về môn cười. Vậy mục đích của nhà vua khi cử một viên đại thần đi du học về nước ngoài chuyên về môn cười là mong muốn đất nước của mình trở nên lạc quan hơn. Vậy kết quả việc vua làm ra sao? Cô và các em sẽ đến với câu hỏi số 4. Câu 4. Kết quả việc vua làm ra sao? Để trả lời tốt câu hỏi số 4, cô và các em sẽ cùng đọc thăm lại đoạn 2 và đoạn 3 của bài. Các em có thể quan sát tranh trên màn hình. Sau khi đọc thầm đoạn 2 và đoạn 3 của bài, cùng với việc quan sát tranh trên màn hình, cô tin chắc rằng các em đã có câu trả lời cho mình rồi. Và đó là, sau một năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội vì đã gắng sức học nhưng không học vào. Các quan nghe vậy yếu siêu còn nhà vua thì thở dài không khí triều đình ảo não các em cùng quan sát lại bức tranh trên màn hình một lần nữa nhé trong tranh người đang quỳ lại chính là vị đại thần được nhà vua cử đi nước ngoài du học truyền về môn cười sau một năm học tập thì ông trở về nước được nhà vua thân hành dẫn các quan ra tận cửa ải để chào đón ai cũng mong muốn nhìn thấy nụ cười màu nhiệm của ông ta nhưng họ đã thất vọng. Vị đại thần vừa xuất hiện đã vội rập đầu và xin tội với nhà vua vì mình đã cố gắng học nhưng không học vào. Vậy trong lúc đọc bài, các em có phát hiện điều gì bất ngờ xảy ra ở cuối đoạn này không? À, điều bất ngờ đó là viên thị vệ bắt được một kẻ đang cười săn sắc ngoài đường. Thái độ của nhà vua như thế nào khi nghe tin đó? Đúng rồi đó các em. Vua phấn khởi ra lệnh dẫn người đó vào. Qua tìm hiểu các câu hỏi trên, các em có biết bài văn cho biết điều gì? Các em ạ, à, cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Và đó cũng chính là nội dung bài. Tôi mời các em mở vở của mình ra và viết nội dung vào vở nhé. Bây giờ cùng đọc to lại với cô nào. Nội dung Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nội dung bài, bây giờ cô và các em sẽ đến với hoạt động 3, hoạt động luyện đọc diễn cảm. Trước khi luyện đọc diễn cảm, cô có vài lưu ý cho các em như sau. Toàn bài đọc với giọng chậm rãi, nhấn giọng ở từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc nọ vì thiếu tiếng cười, sự thất vọng của mọi người khi viên đại thần đi du học thất bại trở về đoạn cuối đọc với giọng nhanh hơn, háo hức. Đọc phân biệt lời các nhân vật, viện đại thần, giọng ảo não, viện thị vệ, hớt hải, vui mừng, nhà vua, phấn khởi. Vậy từ lưu ý trên, cô và các em sẽ chọn một phần của đoạn 2 và đoạn 3 để luyện đọc diễn cảm nhé. Đây là đoạn văn thể hiện sự thất vọng của mọi người khi viên đại thần đi du học thất bại trở về và niềm hy vọng mới của triều đình khi viên thị vệ bắt được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. Vậy theo các em, ở đoạn văn này khi đọc chúng ta sẽ nhấn rộng ở những từ ngữ nào? Các em hãy dùng viết chì gạch chân những từ ngữ đó vào sách giáo khoa của mình nhé! Còn đây là phương án của cô. Các em có thể đọc nhấn giọng ở những từ ngữ cô đã chuyển sang màu vàng nhé. Còn bây giờ hãy lắng nghe cô đọc nào. Vị đại thần vừa xuất hiện đã vội rập đầu, tâu lại. Buồn tâu bệ hạ, thần xin chịu tội. Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy yếu siêu, còn nhà vua thì thở dài xuôn sượt không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào. Tâu bệ hạ, thần vừa tóm được một kẻ đang cười săn sặc ngoài đường. Dẫn nó vào. Nhà vua phấn khởi ra lệnh. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc diễn cảm, một phần của đoạn 2 và đoạn 3 của bài rồi. Sau tiết học này, các em hãy luyện đọc nhiều lần để tìm ra giọng đọc hay cho mình nhé hoặc là các em có thể chọn thêm đoạn mục của bài để luyện đọc diễn cảm nữa đấy vậy theo các em câu chuyện giúp em hiểu điều gì à có lẽ mọi người trong chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau nhưng cô tin chắc rằng ai cũng đều cảm nhận được nếu ai cũng mang khuôn mặt ủ rũ thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt thiếu sức sống các em ạ à, nụ cười là nguồn năng lượng tích cực giúp chúng ta lạc quan hơn nhưng các em có biết không nụ cười có sức lan tỏa rất lớn đấy khi các em cười thì những cảm xúc tích cực trên gương mặt của mình sẽ truyền đến những người xung quanh giúp họ cảm thấy thoải mái dễ chịu và ấm áp hơn đấy vậy khi ta cười không chỉ giúp tinh thần vui vẻ mà còn tạo được niềm vui cho người khác nữa do đó cô và các em cũng như tất cả mọi người hãy luôn có thái độ tích cực yêu đời yêu cuộc sống và đừng tiết kiệm nụ cười cười chính là liều thuốc bổ vậy ta hãy nở nụ cười thật tươi nhất có thể các em nhé chính vì vậy từ xa xưa ông bà ta đã có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ vậy các em hãy cùng lan tỏa những nụ cười hạnh phúc đó qua những hình ảnh sau nhé còn bây giờ là nhiệm vụ học tập của các em luyện đọc lại bài vườn quốc vắng nụ cười học thuộc nội dung bài xem trước bài tập đọc con chim truyền chuyện tiết học đến đây là kết thúc rồi cô mến chào các em chúc các em mạnh khỏe chăm ngoan và học thật tốt nhé